Thử nha. Thử đi. Thử con mì. Rau nữa. Úi chà. Wow, wow. Bún bò Huế. Chả cua. À, chả cua. Mang từ Huế vào. Đừng có nói con cua này ở dưới sông Hương bắt lên đi. Ô cái này cái đùi, cái giò. Cái giò. Nhưng mà mà muốn ăn cho nó hương lên hương vị là phải bỏ chút ruốc xạ. Phải luôn. Đó. Cua cha nhiều. Ngon. Cắn nha Nguyễn nha, cắn cái nha. Cắn này, cắn đi, cắn nha, cắn đi. Cắn nha. Ngon quá. À nóng. Kiểu miền Bắc ăn kiểu miền Nam. Kiểu miền Nam đâu ý. Yeah. Úi chà. Lần đầu tiên các bạn cùng ăn và cùng thèm với Dực Thảo và anh Quý ở tại món ngon Đà Lạt và đặc biệt tại bánh nước ông Sĩ.